Chào cả nhà, chào cả nhà đến với kênh Cường Tốt Nước Sóc Trăng 2. Thì hôm nay thì cũng ngày 15 tháng 10 vậy, cũng sự kiện đua e ngo cũng gần tới rồi cả nhà. Thì bữa nay Cường cũng đi mà làm cũng cặp bờ sông này nè, cũng như mình đi coi mấy cỏ gác đó, sau lơ cặp bờ sông đó cả nhà. Thì mình Cường cũng thấy cái quang cảnh ở Sóc Trăng nó đẹp quá, nhất là cái bờ sông Batigo ở cái đoạn đường mà sự kiện chuẩn bị diễn ra, đó là sự kiện đua ghe ngo cả nhà. Thì hôm nay Cường cũng sẽ cập nhật liên tục là những cái sự kiện đua ghe ngo và những cái tình hình mà các cổ động viên bơi như thế nào, thì mời cả nhà mình xem nha. Đây các bạn, đây là cái ghe của chùa bắt đầu xuống các bạn ơi. Ôi chào nha. Cũng trên kia đó là ở cái chợ ở Sóc Trăng của mình đó, cũng rất đẹp. Thì đây cái cảnh bờ sông của chúng ta nhìn buổi chiều cũng rất đẹp quá nha. Thì giờ này cũng nước đó. Bên đây cả nhà, hiện tại thì mình đang đứng ở cầu Batigo cả nhà. Đó là cái phía trước là cái đoạn đường đi về chỗ bệnh viện Sản Nhi cả nhà. Còn ở đây là hướng đi về Long Phú cả nhà ơi. Đây là cái đoạn đường cũng rộng và đang cũng được mà trang trí trong cái dịp lễ đua ghe ngo cả nhà. Còn phía trước là chỗ nãy trung tâm chợ mình đi lên đó cả nhà. Thì cái đó nó nằm cũng hơi xa, ở đây có khoảng là 2 cây đó, cả nhà thấy không? Hai bên dưới cầu thì có những cái màu cờ đẹp đó cả nhà ơi. Đây là cái màu cờ màu xanh vàng đỏ, nhìn nó bắt mắt cả nhà thấy phía trước không? Phía trước đó là những mấy chiếc tàu, chiếc ghe nó đậu ở cặp bờ sông đó. Đó là cái khán đài nó nằm ở gần đó đó cả nhà. Còn bên kia là cái nhà máy gì đó cả nhà, nhà máy thức chế biến thức ăn gì đó. Buổi chiều sông cũng nước lớn đó nha, trời cũng còn đang mưa nha. Đây là cái đoạn đường vô chỗ mà bên cái khán đài ha. Thì thường là hai bên đây là chuẩn bị mà đua ghe ngo cả nhà, người ta làm cỏ sạch sẽ hết rồi, cái hai bên này bán và để xe cũng rất đông cả nhà. Thì thường cái khán giả ở về bên chỗ mà cái sự kiện đua ghe ngo thì Cường thấy rất đông, thì cũng như là các tỉnh thành rồi mấy anh chị làm ở Bình Dương rồi nói chung ở xa thì cũng một năm có một lần. Đây là cái sự kiện đua ghe ngo thì ai cũng đây là cái sự kiện đó, đó là cũng như cái người của mà người đồng bào người Khmer cả nhà. Thì cái như các bạn này cũng thấy cũng đây là cái lễ hội cũng rất lớn, thì nó là cũng tại nó được tụ họp được những cái anh em cũng như là bà con ở xa về đây, cũng như là để tham quan cái cảnh ở mà thành phố Sóc Trăng. Thì đây Cường cũng sẽ quay từ từ cho cả nhà thấy nha. Đó là cái khán đài A bên đây đó cả nhà ơi. Đó, cho gia đình Cường, cho gia đình thấy nha. Đó thì hai bên đây đó cũng là cái đường lộ này chiều ngang khoảng gần 12-13 mét cả nhà. Đó là cái khán đài A đó cả nhà. Đó, bên đó là cái cổng vô cả nhà ơi. Bên này là cái gì, cái dãy sân người ta để xe cả nhà. Giờ Cường quẹo vô cái chỗ kiếm cái địa điểm khán đài A cho gia đình mình thấy nha. Đây tại vì cũng còn mười mấy ngày nữa mới tới đua ghe cả nhà. Đó, đây là bên cái khán đài A, Cường quay cho cả nhà thấy nha. Cái khán đài A cũng đông, chỗ khán đài cũng rất đẹp ở nhà, mấy cái chỗ kiển nó nhìn cũng đẹp lắm á. Bây giờ Cường đi xuống cái bậc thang cái này cho cả nhà coi nha. Nhìn xa thấy hai chiếc ghe hay đang chuẩn bị, anh em chuẩn bị buổi chiều làm về giờ các cả nhà. Con tàu lớn thì vẫn còn cả nhà ơi. Bên kia sông thì chỗ khán đài B thì anh em cũng còn đang lắp ráp cái gạp tiền chế. Thank you.
chiều thì mình đang đứng ở cặp và sông Batigo thì cũng cùng với anh em với anh VG ở đây thì cũng xem cái hoàn cảnh chỗ mà các đội ghe cũng tập luyện buổi chiều á, tại vì buổi chiều anh em đi làm về mới tập á, tôi cũng mời gia đình mình xem cái tình hình bơi ở tại cặp sông Batigo như thế nào nha cả nhà. Đây thì hiện tại giờ hai chiếc ghe đang song song với nhau. Đây buổi chiều các anh em vận động viên đang chuẩn bị tập bơi. Đây là cái bờ sông Batigo, đây là hai cái con, đây là hai chiếc ghe đang song song ở ở bờ sông cả nhà. Thì hiện tại thì ở đây với thời điểm bây giờ là ngày 15 tháng 10 chỉ mới xuất hiện mới hai chiếc ghe thôi cả nhà. Đây là cái đầu ghe, còn đó là cái cần câu luôn đó nha. Thì anh các vận động viên thì đang chuẩn bị xuống ghe cả nhà. Đây anh này đang xuống ghe, anh kia đang gắn cái máy bơm nước ra cả nhà. Đây là cái bơm nước này đang cô cần câu cả nhà. Tốt mà chồng qua làm cái phối chồng quạt mông nữa. Đi làm mới vừa về thì bây giờ anh em cũng đang bắt đầu xuống ghe để tập luyện. Thì buổi chiều nay khoảng 5 giờ chiều rồi thì anh em đi làm xong cũng tranh thủ ăn cơm rồi bắt đầu xuống để tập luyện chuẩn bị cho cái lễ hội đua ghe ngò 2020 tại thành phố Sóc Trăng diễn ra tại bờ sông Batigo này cả nhà. Đây anh em mình đang xuống ghe luôn cả nhà ơi. Đây anh em đang chuẩn bị xuống ghe luôn cả nhà. Khoan, chỗ. Đây các vận động viên đang xuống ghe gần đủ rồi cả nhà ơi. Đây là mấy cái dầm. Đây anh em thì hiện tại vận động viên cũng đã lên đủ được một ghe cả nhà. Nói chung cái ghe đầu tiên này xuống thì cái độ tuổi anh em thì cũng còn đang trẻ mà cả nhà. Đây là cái ghe số 1 luôn. Đó, anh chị thấy cái anh đứng phía trước không? Anh đó là để chỉ huy và thổi kèn và chỉ huy luôn cái đội mấy anh em ở phía sau luôn đó cả nhà. À. Đây thì các bạn thì các vận động viên đã xuống đầy chiếc ghe và anh em đã chuẩn bị cái thao tác, đó chính là cái thao tác là cầm chiếc dầm lên và hướng về một nhịp, tức là một nhịp đó sẽ tạo một cái sức mạnh để cho cái chiếc ghe của chúng ta hướng về phía trước. Đây các bạn thì xem rõ nè, đây là chiếc xe, đây là chiếc ghe của số 1 nha các bạn. Đây các bạn thấy không, đây chiếc ghe này cũng rất nhiều có màu sắc luôn các bạn. Hình như Cường thấy cũng chắc mười mấy màu luôn cái gì á.
Đặc biệt là các anh ngồi phía trước là áo thun nhiều màu lắm nè. Đây các bạn, đây các vận động viên đã bắt đầu khởi động. Đó là những cái chiếc dầm, đó là những cái chiếc dầm đầu tiên khởi động trên cái mặt nước tại bờ sông Batigo. Đây các bạn thấy không? Đây là cái những men vận động viên là những cái màu áo rất nhiều cái màu sắc. Đây các bạn, thì các vận động viên bắt đầu khởi động nóng lên. Ui! Đây các anh em đang hào hứng. Đây là một buổi chiều tại bờ sông Batigo các bạn. Thì các bạn luôn luôn theo dõi kênh của Cường Tấn Đúng Chân 2 để có những cái tiết mục mới hay nha các bạn ơi.